Trên mạng xã hội mới đây, xuất hiện hình ảnh nam sinh thản nhiên ký tên lên ngực bạn nữ cùng lớp khiến nhiều người chú ý. Theo nội dung đăng tải, nữ sinh đứng yên cho nam sinh cùng lớp ký tên lên ngực. Quanh đó khoảng 2 nam sinh nữa không ngăn cản mà còn thực hiện việc quay video. Dù không trực tiếp động chạm vào ngực của bạn cùng lớp, song việc thản nhiên ký tên lên bộ phận nhạy cảm này vẫn nhận về nhiều bình luận tranh cãi. Sau đó, nam sinh đăng tải video đã phải khóa lại bình luận. Thực tế, thay vì để bạn bè vô tư ký tên lên bộ phận nhạy cảm như vậy, nữ sinh hoàn toàn có thể lựa chọn chỗ khác hoặc mang theo một chiếc áo trắng để tiện ký tên hơn. Cũng có bình luận cho rằng đây chỉ là hành động trêu đùa của tuổi học trò, nhưng nên biết rằng trêu đùa này rất phản cảm, có thể gây ảnh hưởng những người xung quanh.